Rose Blackpink bất ngờ thân thiết với trùm thị phi Kanye West, còn được tặng món quà bí ẩn. Mối quan hệ thân thiết giữa Rose Blackpink và Kanye West khiến cư dân mạng ngỡ ngàng, sửng sốt đến bật ngửa. Khoảng thời gian gần đây, Rose Blackpink liên tục được người hâm mộ gọi với danh xưng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Blackpink khi cô nàng liên tiếp để lộ mối quan hệ thân thiết với loạt sao quốc tế. Cách đây không lâu, khi xuất hiện tại Met Gala, sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh, Rose đã khiến dân tình không khỏi bất ngờ khi chụp ảnh vô cùng thân thiết với các sao Hollywood cách cả nửa vòng trái đất. Từ sự kiện chính cho tới bữa tiệc hậu Met Gala, đóa hồng nước Úc phát huy năng lực Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi liên tục nói chuyện và dùng bữa chụp ảnh vui vẻ cùng các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Nhìn lại danh sách dài dằng dặc những nhân vật Rose gặp từ khi đặt chân đến đất Mỹ, dân tình không khỏi suýt xoa vì toàn những cái tên đình đám của làng giải trí thế giới như Gigi Hadid, Rihanna, Olivia Rodrigo, Talia Ryder. Mới đây nhất, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước một hình ảnh được Rose đăng tải lên Instagram. Theo đó, cô đã nhận được một món điện tử thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Netizen ngắm mãi cũng chẳng biết đấy là gì. Nhưng đáng quan tâm hơn, chủ nhân của món quà không ai khác ngoài Kanye West. Món quà có dạng hình tròn với đèn chớp nháy, nhìn thoáng qua không rõ đó là loa nghe nhạc hay một dụng cụ điện tử nào đó. Người hâm mộ Blackpink ngay lập tức đã có nhiều luồng phản ứng khác nhau về món quà, cũng như mối quan hệ mới toanh giữa Rose và Kanye West. Bên cạnh những ý kiến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Blackpink khi có thể kết nối với những siêu sao hàng đầu Hollywood, không ít người đã lo ngại về một drama không hay có thể xảy ra. Ai cũng biết Kanye West vốn là một rapper lắm tài nhiều tật và là trùm thị phi hàng đầu Hollywood. Thế nên chẳng một fan nào muốn thần tượng của mình tự dưng bị gắn phải những câu chuyện tai bay vạ gió từ nam rapper. Một số bình luận của cư dân mạng: ừ, nhưng mà là quà của Kanye West nên tự dưng hơi lo tí. Rồi Kanye sắp collab với Rose hay Blackpink rồi sao? Nhìn vậy cũng mừng vì có mối quan hệ rộng, nhưng mà cũng nên cẩn thận với ông này. Được biết, thiết bị mà Kanye West tặng Rose là một dụng cụ nghe nhạc cao cấp, có khả năng tách các phần âm thanh ra riêng biệt và giá chắc chắn không thể nào dễ thở. Với việc Kanye West tặng Rose một thiết bị liên quan đến âm nhạc, phải chăng đây là hint báo hiệu cho một màn collab nào đó trong tương lai? Rose tên thật là Park Chae-young, nữ thần tượng sinh năm 1997 là người gốc Hàn nhưng sinh ra ở Auckland, New Zealand. Đến năm 7 tuổi, cô và gia đình chuyển đến Melbourne, Australia. Năm 2012, Rose đã vượt qua 700 thí sinh tham gia buổi thử giọng của YG tại Australia và quyết định gác lại việc học để về Hàn Quốc làm thực tập sinh. Sau 5 năm hoạt động, đến thời điểm hiện tại, nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng thiên bẩm, giọng ca chính của nhóm Blackpink đã tạo được chỗ đứng trong làng nhạc xứ Củ Sâm. Tháng 3 năm 2021, Rose chính thức ra mắt album đầu tay R với hai ca khúc Underground và Gone được người hâm mộ đánh giá cao. Ca khúc chủ đề Underground của Rose đã nhanh chóng lập nhiều kỷ lục trên các bảng xếp hạng nhạc số trong và ngoài nước. Ngoài thành tích 500.000 đơn đặt hàng trước, album cũng đạt doanh số 282.674 chỉ trong một ngày, phá vỡ kỷ lục năm 2019 của IU với album Love Pearl. MV của ca khúc cũng lập thành tích là video ca nhạc có lượt xem công chiếu cao nhất thế giới, 1,2 triệu lượt xem vào ngày 12 tháng 3. Chỉ trong một ngày ra mắt, Underground đã nhanh chóng đạt hơn 41,6 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục 36 triệu lượt xem của Gangnam Style mà Psy thiết lập 8 năm trước. Đồng thời, Underground cũng giúp Rose trở thành nữ ca sĩ Hàn Quốc có MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất chỉ trong 7 ngày, 15 giờ và 51 phút. Tới thời điểm hiện tại, MV của nữ idol đã vượt mốc 250 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành nữ ca sĩ solo K-pop có bảng phát hành đạt được thành tích cao trong năm 2021. Như vậy, chỉ với album đầu tay, Rose đã lập loạt thành tích khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Thành tích này không chỉ giúp bông hồng nước Úc khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc, mà còn giúp tên tuổi cô vươn xa trên thế giới. Ở tuổi 24, Rose khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản khủng từ việc hoạt động âm nhạc, dự sự kiện, chụp ảnh bìa tạp chí, làm đại sứ thương hiệu. Cụ thể, hồi tháng 6 năm 2020, nữ thần tượng chính thức trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu Pháp Saint Laurent. Không dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng trang sức Tiffany & Co. Việc đồng hành với hai thương hiệu lớn giúp hình ảnh của thành viên Blackpink được phủ sóng rộng khắp và giúp cô thu về số lượng cachet không nhỏ. Theo Soulsby, giá trị tài sản ròng của Rose ước tính ở hiện tại rơi vào khoảng 8-10 triệu đô. Đó là lý do nữ idol dễ dàng sở hữu cho mình nhiều trang phục, túi xách, phụ kiện đắt đỏ đến từ nhiều thương hiệu lớn. 5 năm gia nhập làng giải trí, Rose đã có được cho mình chỗ đứng vững chắc.